Xin kính chào tất cả toàn thể quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sự kiện của Khu Bình. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ TP Bank cùng với An Ninh Toàn Cầu FC. An Ninh Toàn Cầu là một đội bóng có được sự gắn kết cao, và TP Bank cũng vậy. Cơ hội dành cho TP Bank, dứt điểm không vào. Vừa rồi đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho các cầu thủ TP Bank, nhưng đã không có một tình huống làm bàn dành cho các cầu thủ Âu Tiêm. Rồi, và cho rằng các cầu thủ TP Bank đã phạm lỗi. Đánh đầu nguy hiểm không vào. Liên tiếp là các tình huống dứt điểm đến từ An Ninh Toàn Cầu, và không có bàn thắng nào khi mà hệ thống phòng ngự của các cầu thủ TP Bank vẫn đang đứng vững. Khán giả có thể theo dõi lại trực tiếp. Rất hay. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ TP Bank. Nguy hiểm quá. Tốt rồi, dứt điểm đi đâu. Không vào. Đây là tình huống phối hợp có nét đầu tiên của các thủ TP Bank ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng tiếc là cú dứt điểm này là không chính xác. Người đã ra chân ở trong pha bóng vừa rồi có lẽ là Thức Torres, là Hào Messi, mà đó chính là Đạo Neymar. Hào Messi về tính chất thì cũng là một cầu thủ tấn công, nhưng có xu hướng đá thấp hơn so với Đạo Neymar. Chúc phạm. Nguy hiểm. Bàn thắng mở tỷ số dành cho câu lạc bộ An Ninh Toàn Cầu. Rất đơn giản ở trong tình huống phối hợp này. Và người đá chạm bóng cuối cùng có vẻ như là Dũng Ca. Đúng như vậy, Dũng Ca là người đã ghi bàn cho các cầu thủ An Ninh Toàn Cầu. Pha phối hợp của hai cầu thủ chạy cánh. Dũng Ca ở cánh phải. Chúng ta có thể thấy thì sức tấn công của TP Bank lúc này mang tính chất thời điểm và thiếu đi tính ổn định. Lê Nguyễn pha sân cao của hậu vệ cánh trái bên phía An Ninh Toàn Cầu. Nguyễn Hiệu Hóa không vào. Vẫn không vào. Đầu tiên thì Trúc Phạm đã không thể chạm bóng ở trong tình huống đưa bóng vào của Lê Nguyễn. Rất kém may. Nếu không thì tình huống vừa rồi đã giúp cho An Ninh Toàn Cầu có được bàn thắng thứ hai. Cầu tấn công dành cho An Ninh Toàn Cầu. Dũng Ca. Dũng Ca cơ hội đấy rồi, đưa bóng vào. Bàn thắng không? Không bàn thắng rồi. Lần này thì Dũng Ca đang mong muốn có một lời đáp trả dành cho đồng đội của mình. Đang một đường kiến tạo vào trong, nhưng Trúc Phạm lại không thể đánh đầu làm tung mảnh lưới của Huy Noyer. Rất đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi. Lại không được. Thiếu gắn kết. Bây giờ TP Bank phải đối đầu với một tình huống nguy hiểm hơn rất nhiều lần khi mà Trúc Phạm đang có cơ hội. Trúc Phạm dứt điểm rất vừa nhiệm, không vào. Tình huống lao lên có lẽ là của Trung Màu. Cú thả bóng đó là rất vừa nhịp đối với Trung Màu, nhưng Trung Màu lại tung ra tình huống dứt điểm đi lên trời. Đang có bóng là số 7 Vũ Bruno. Vũ Bruno. Pha xử lý rất hay của Vũ Bruno. Dứt điểm. Không vào. Tình huống thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay của các cầu thủ TP Bank. Và đó là dấu ấn cá nhân của Vũ Bruno. Và Vũ Bruno đã có tình huống di chuyển xuyên qua hàng phòng ngự của đội bóng An Ninh Toàn Cầu trước khi tạo ra tình huống dứt điểm. Rất tốt. Đây sẽ là cơ hội dành cho An Ninh Toàn Cầu. Đang có bóng là cầu thủ mang số 7 của chúng ta. Chuyển về tuyến 2, thoáng quá, dứt điểm. Đường chuyển thì rất tốt nhưng cú dứt điểm thì rất nhẹ. Gánh nặng tuổi tác đã được thể hiện rõ ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Thì chỉ cần một cú đệm bóng chính xác thì có thể sẽ gây khó khăn đối với thủ môn của TP Bank. Không vào. Thêm một cơ hội nữa đã bị trôi qua. Cũng giống như hiệp thi đấu đầu tiên,
Hiệp 2 là một hiệp đấu mà An Ninh Toàn Cầu họ chủ yếu luôn chuyền bóng ở khu vực phần sân của TP Bank. Pha xử lý quá khéo. Đó là pha xử lý của cầu thủ áo số 7 và đây sẽ là tình huống tấn công dành cho TP Bank. Cơ hội rõ ràng đầu tiên chăng? Làm gì nào? Không được. Vì sao không phải là đường chuyền dành cho cầu thủ áo số 7? Hồi rất đáng tiếc. Đó là một cơ hội khá tốt. Rất khéo. Cầu thủ áo số 11 vào sân đã cho thấy những phẩm chất cá nhân tương đối tốt. Nguy hiểm, không vào. Khá là nguy hiểm. Chúng ta xác định sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ An Ninh Toàn Cầu. Đánh đầu rất nguy hiểm. Vừa rồi đó là cú đánh đầu của cầu thủ áo số 7 và bóng đã chạm vào mép ngoài cột dọc. Cầu thủ nam từ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội dành cho TP Bank, Hào Messi dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi. TP Bank chỉ đang trông chờ vào các tình huống như vậy mà thôi. Khá nguy hiểm. Tình huống truy cản tốt đến từ thủ thành Quốc Thành. Và đá phạt góc dài cho cao thủ An Ninh Toàn Cầu. Tuyệt vời. Rất nguy hiểm. Vừa rồi đó là một cơ hội rõ ràng dành cho các cầu thủ TP Bank. Nhưng bàn thắng có vẻ như đang lẩn tránh các cầu thủ áo tím. Tình huống đá phạt. Không được. Tiến nhỏ. Đánh đầu rất nguy hiểm. Một ngày quá đen cho các cầu thủ áo đỏ chúng ta. Trước đó thì cột dọc, thì bây giờ là sang ngang. Những điều đã từ chối những bàn thắng của câu lạc bộ An Ninh Toàn Cầu ở trong trận đấu này. Dứt điểm không vào. Sự trở lại của thức Torres ở trên hàng tấn công của TP Bank. Vẫn là các cầu thủ TP Bank khi trọng tài đã cho phép lợi thế. Dứt điểm. Vào không? Vào không? Vào! Đó là bàn thắng dành cho cầu thủ của TP Bank. Có vẻ như đó là Hải Messi. Hào Messi đã tạo ra một tình huống dứt điểm cực kỳ tốt. Và cuối cùng thì các cầu thủ TP Bank cũng đã có được bàn thắng để gỡ hòa. Rất may cho cầu thủ áo số 20 khi đạo này mà đã nhận được sự nhắc nhở sớm đến từ đồng đội Hào Messi. Nếu như đạo này mà cố gắng tham gia vào pha bóng vừa rồi thì chắc chắn chân sút áo số 20 sẽ rơi vào thế việt vị. Vào! Câu trả lời rất nhanh đến từ câu lạc bộ An Ninh Toàn Cầu.
Niềm vui từ bàn thắng của Messi chưa được bao lâu thì ngay lập tức đội bóng áo tím lại nhận ngay một gáo nước lạnh từ cái chân của cầu thủ mang áo số 7. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Và như vậy đúng lúc này tiếng còi của chúng ta đã cất lên. Một diễn biến rất chậm chạp ở hiệp 2 và cũng đã có hai bàn thắng rơi vào thời điểm cuối hiệp. Và tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Atletico. Và đến đây buổi tường thuật trực tiếp của tôi cũng xin được phép khép lại. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những trận đấu sau.